chúng ta đang cố gắng cổ suý và vận động nhau biểu tình vào ngày 2 tháng 9 rồi ngày 4 tháng 9. Các cuộc biểu tình này đều mang màu sắc đó là chống Trung Quốc. Và có một điều rất là hay, đó là đứng sằng sau của các cuộc biểu tình này đó là sự ra rả của rất nhiều người ngồi mà lên livestream ở trên mạng xã hội, từ YouTube cho đến Facebook, Twitter, thì tất cả họ đều có lá cờ vàng ba sọc đỏ ở phía sau. Tôi cảm giác là rất là nhiều bạn thanh niên cũng như là những người những bạn trẻ trâu lớn tuổi, trẻ trâu lớn tuổi là già, các bạn rất là khoái đọc Tam Quốc diễn nghĩa, khoái xem phim Tam Quốc diễn nghĩa, thích coi Hồng Lâu Mộng, thích coi Thủy Hử, khoái Tây Du Ký, và nhiều người trong chúng ta nghe nhạc Hoa bằng lời Việt một cách thoải mái, thậm chí là yêu thích các ca sĩ hát các ca khúc đó. Trong các công cụ tìm kiếm thì tôi thấy các bạn, như các bạn biết là ở Trung Quốc nó không có cái công cụ là YouTube, cái phần mạng xã hội YouTube, cho nên là các bạn thấy rằng là trong những bài hát tiếng Hoa được ở trên cái trang YouTube của tiếng Việt của ta đấy, có tới hàng chục triệu lượt người xem chia sẻ các bài hát tiếng Hoa cũng như là các cái ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Tôi đặt vấn đề rằng nếu như các bạn là những người thật sự bài Hoa thì tại sao chúng ta lại thích xem phim Trung Quốc như thế? Các bạn thấy đấy, nhiều đài truyền hình họ chiếu phim Đài Loan, một bộ phim dài hàng mấy năm trời, như phim Lưu Bá Ôn này, rồi Đời Sống Chợ Đêm này, các bạn vẫn theo dõi hàng ngày. Nếu các bạn thật sự ghét các bộ phim của Trung Hoa, ghét các bộ phim có tiếng Hoa, thì tại sao các bạn lại xem các bộ phim đó? Các bạn có thể đề nghị đài truyền hình bằng với số đông của mình biểu tình bằng cách bơm thư gửi cho đài truyền hình yêu cầu ngưng chiếu các bộ phim Trung Quốc hay là Đài Loan chẳng hạn. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là các ca khúc tiếng Hoa vẫn được xem hàng ngày, được nghe hàng ngày, phim Tàu được xem hàng ngày, và chúng ta yêu thích nó, chia sẻ nó, cũng như lấy các quan điểm chính trị, văn hóa của nó ở trên đó ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Các bạn có bao giờ chê Tôn Tử Binh Pháp không? Đó là một bộ binh pháp rất hay, tôi đã từng đọc. Các bạn có thích Khổng Minh không? Một người tài năng trong bài binh bố trận. Vì vậy cho nên là vấn đề ở đây, đó là chúng ta có thực sự ghét người Hoa hay là chúng ta ghét cái văn hóa tinh hoa nhân loại. Tôi thấy các bạn bài xích từ A tới Z, cái gì của người Hoa cũng bài xích cả, và nhất là các bạn cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi chỉ thấy có một điều thôi, đó là khi mà các người, những bạn người Việt sau năm 1975 đấy, thì sau khi mà thua trận rồi, các vị cởi áo lột quần chạy bỏ quê hương đất nước. Và kể từ đó tôi thấy các vị không hề có một sự đóng góp gì cho quê hương đất nước cả. Nhưng mà vào năm 1979, khi mà Việt Nam và Trung Quốc có sự căng thẳng về biên giới, thì rất nhiều người Việt ở hải ngoại mà cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ, chính các vị là những người lập đàn cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam. Dù rằng miệng các vị vẫn là bảo rằng các vị ghét Trung Quốc và chống Trung Quốc, và ngày nay vẫn thế. Tôi thấy rằng chúng tôi biết được rằng là có hàng triệu, khoảng 3-4 triệu người Việt đang sống ở hải ngoại. Thế là người dân trong nước cũng nắm bắt thị trường và sau đó sản xuất những cái thức ăn, những cái sản phẩm có liên quan tới cái khẩu vị cũng như là cái văn hóa người Việt, sau đó xuất sang nước sở tại của các vị cờ vàng ba sọc đang ở đấy. Thế thì khi sang đó, chúng tôi đem những cái sản phẩm của mình, bao gồm từ thức ăn cho đến tất cả các cái sản phẩm về văn hóa, thì tôi thấy là toàn bộ các vị bên đó vận động nhau tẩy chay tất cả hàng hóa của Việt Nam. Các vị xem thường và là hại các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn ở tại nước sở tại các vị. Thế thì tôi không biết các vị thực sự là các vị ưu ái muốn xây dựng đất nước mình hay là muốn phá hoại đất nước mình. Mỗi người dân chúng tôi ngày nay khi đều mong muốn là cuộc sống người dân trong nước nha. Nói thẳng ra là ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn làm ăn, ai cũng muốn phát triển cả. Thế tại sao các vị lại muốn chúng tôi phải lụng bại, phải muốn chúng tôi phải khổ sở? Rõ ràng chính các vị là không sử dụng sản phẩm của những người Việt cực khổ trong nước làm ra. Ví dụ như các sản phẩm về hủ tiếu, mì, nước mắm, những cái khẩu vị mà chỉ có ở Việt Nam ta và Trung Quốc có nền văn hóa tương đồng sử dụng. Các vị thà mua hàng Tàu các vị xài, chứ các vị không mua hàng của người Việt. Bởi vì các vị
muốn phá hoại đất nước này. Thế thì tôi không biết các vị yêu quê hương đất nước đến mức độ nào, nhưng các hành động hiện tại của các vị là phá hoại đất nước. Cũng vậy, người dân trong nước chúng tôi đang rất là muốn có cuộc sống hạnh phúc, được tự do, được thế này thế khác, rất là muốn. Và chúng tôi đã được những cái mình đang có đây. Tôi rất là tự do ngồi nói chuyện với các vị, dùng internet một cách rất tự do. Các vị thấy đó, các vị cũng ra rả ở trong nước sử dụng internet chửi đảng nhà nước mà có bị cấm đâu. Các vị vẫn ra rả chửi đảng nhà nước bằng cái chính nền tảng mạng xã hội mà nhà nước này cho phép các vị xài. Đường truyền internet này của nhà nước chứ ai, đúng không? Vì vậy cho nên các vị ở hải ngoại bảo rằng các vị muốn xây dựng đất nước, các vị muốn đòi lại tự do công bằng cho quê hương, cho người dân trong nước. Thế nhưng mà hành vi của các vị tới giờ này là phá hoại đất nước. Tôi thấy các vị kêu gọi biểu tình trong nhiều ngày qua, tôi không thèm nói đâu. Bởi vì tôi thấy là các vị kêu gọi một cách sáo rỗng và gần như là nó trái ngược lại với các cái tư cách của các vị. Và nó chính các vị đã tự ngửa mặt lên trời phun nước miếng thôi. Rõ ràng các vị đang muốn cho đất nước này nó chết sớm hơn. Chúng ta ngày nay mạnh mẽ như thế này nên Trung Quốc nó mới không dám động chạm tới đất nước chúng ta. Chính trị Việt Nam ổn định cho nên Trung Quốc nó mới không tác động vào được. Nhưng các vị đang cố gắng phá hoại sự cái an toàn an ninh trật tự ở Việt Nam này. Rõ ràng các vị kêu gọi biểu tình, nhưng các vị thấy đó, các cuộc kêu gọi biểu tình của các vị với mong muốn là phá hoại an ninh trật tự của đất nước. Mà khi một đất nước mất an ninh trật tự, mất an toàn thì liệu người công nhân ở Việt Nam sẽ có công ăn việc làm hay không? Một đất nước không an toàn, không nhà đầu tư nào ở nước ngoài dám ở đây làm ăn. Và như vậy thì tất cả những nhà đầu tư họ rút đi hết, thì công nhân thất nghiệp, đúng không? Các bạn công nhân thời gian qua được kêu gọi biểu tình rất nhiều. Và tôi thấy rằng là sau các cuộc biểu tình, nhiều bạn công nhân đã mất việc làm, mất nồi cơm của các bạn. Nhà nước này đang cố gắng kêu gọi đầu tư từ nước ngoài để các nhà đầu tư ở nước ngoài vô đây mở công ty để làm ăn, để tạo công ăn việc làm, để các bạn có chén cơm và chén cơm của bạn ngày càng đầy với thịt và cá. Nhưng hôm nay các bạn tham gia biểu tình chống Trung Quốc, trong khi các bạn vẫn xem phim Trung Quốc, nghe nhạc Tàu, nhạc Hoa hàng ngày. Để làm gì? Để các bạn hôm sau mất đi nồi cơm của mình. Chính các bạn đổ nồi cơm của mình, đá chén cơm của mình nếu các bạn tham gia các cuộc biểu tình mà không biết nó là cái gì. Các bạn thấy đấy, nếu chúng ta làm việc gì có ý nghĩa, chúng ta sẽ được trân trọng. Cuộc biểu tình do chúng ta tham gia, nó mang một ý nghĩa cụ thể và chúng ta am hiểu về nó, tham gia nó với một tư cách là một người thật sự hiểu biết về vấn đề. Đó chính các bạn là những người thông minh, sử dụng cái điện thoại thông minh. Còn nếu như các bạn cả ngày đi làm vất vả, không có thời gian để coi những cái kênh truyền thông chính thống như là VTV hay là nghe đài VOV, các bạn không xem được những kênh truyền thông chính thống để nói về đúng các sự kiện ở trên cái đất nước này, các bạn chỉ mở điện thoại lên tham gia vào các nhóm và bị dẫn dắt bởi một số người ức ơ nào đó, một số nick ảo Facebook đăng tầm bậy tầm bạ mà chính các bạn không biết họ là ai, không thể kiểm chứng được thông tin. Các bạn làm thế để làm gì? Các bạn nghe những người đó để với mục đích gì? Tại sao các bạn không tìm một nguồn thông tin khác xem những người kia nói đúng hay sai? Tôi vừa nghe một bạn bảo rằng là Việt Nam ta mất thác Bản Dốc. Tôi nói các bạn lấy thông tin từ đâu nói Việt Nam mất thác Bản Dốc? Thực tế rất nhiều người đã đi, người Việt Nam ta du lịch ở Bản Dốc về, nó vẫn là của Việt Nam ta. Nhưng các bạn lên trên mạng các bạn vẫn nói rằng không, thác Bản Dốc là của Trung Quốc. Thế các bạn nói như thế với mục đích gì? Có nghĩa là chúng ta cần phải kiểm chứng tất cả những thông tin mà mình có được, dùng cái đầu của mình xem thông tin và biết tổng hợp nó để chúng ta có thể biết được thông tin nào nó có chứng cứ, có cơ sở hay không. Đấy, vừa rồi tôi thấy Linh Mục Nguyễn Duy Tân lên mạng xã hội, phải không? Dùng các cái biện pháp chống cộng cực đoan đến mức độ là giống như một tên trò hề, cầm ảnh Chúa Giêsu, cầm cây thánh giá rồi lấy băng keo dán miệng lại. Ông ấy quá xem thường chính cái tôn giáo này, quá xem thường Thiên Chúa giáo, quá xem thường Thiên Chúa. Ông ấy dùng Chúa để chống cộng. Các bạn thấy một con người như thế thì làm gì có thể đủ điều kiện để đại diện cho tôn giáo? Làm sao có thể lấy một cái tâm công bằng để có thể nói được các vấn đề khi ông ta chỉ là một kẻ chống cộng?
muốn phê phán một vấn đề nào đó, ta phải đứng ở góc độ am hiểu và phải đứng góc độ ít nhất là trung lập. Ta dòm thấy bên này nói, nghe bên kia nói, sau đó ta tổng hợp lại xem bên nào nói có lý hơn, có bằng chứng xác thực hơn. Cho nên là tôi mới nói với các bạn, chúng ta bài tàu và thoát hán, nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng hàng hóa của Trung Quốc, sử dụng văn hóa Trung Quốc. Người ta nói là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Các vị có biết binh Tôn Táp, Tôn Tử binh pháp không? Các vị có biết là 36 kế là gì không? Tam thập lục kế. Nếu chúng ta không biết Tôn Tử binh pháp là gì, không biết tam thập lục kế là gì, chúng ta không biết Trung Quốc nó bài trò gì, và khi ta không biết nó bài trò gì, làm sao ta có thể phản kế được? Chúng ta phải hiểu địch thì chúng ta mới có thể tấn công địch một cách hiệu quả. Do đó cho nên, tại sao, lý do gì mà Việt Nam Cộng Hòa cùng đế quốc Mỹ thua trận phải lột quần cởi áo chạy vào 43 năm trước đây? Bởi vì không hiểu những người cộng sản. Các vị đấu tranh vì các vị chỉ biết tiền, các vị cũng nghĩ rằng bên kia cũng vì cơm mà đấu tranh, trong khi các vị không biết được rằng người cộng sản vì lý tưởng của họ, vì lý tưởng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà họ đổ xương đổ máu ra để vì lý tưởng. Còn các vị chỉ cần vì tiền, cho nên khi các vị không có tiền, các vị không đánh nữa. Khi các vị không còn cơ sở tiền bạc thì các vị bắt đầu bỏ đi, bởi vì không có lý tưởng. Vì vậy nên tôi mới thấy rằng là những người cờ vàng ba sọc đỏ bảo rằng muốn yêu quê hương đất nước này, nhưng chính các vị lại đang kêu gọi làm cho đất nước này náo loạn, mất trật tự, làm cho đất nước này đi đến con đường của chiến tranh. Các vị đang kêu gọi vì quyền lợi của người dân trong nước, nhưng chính các vị đang phá mọi cơm của người dân trong nước. Các vị muốn đất nước này mất ổn định để các nhà đầu tư không dám vào đầu tư đất nước, để đất nước không phát triển được. Các vị lại không để cho đất nước này yên ổn, để các nhà đầu tư nó biến đi hết, để nhân dân trong nước này không có công ăn việc làm, đói kém, sinh ra loạn lạc và chiến tranh. Chính các vị, những kẻ đang mang cờ vàng ba sọc, đang kêu gọi biểu tình, chính là những kẻ phá hoại đất nước, là những kẻ bán nước, là những kẻ đang cố gắng cổ suý cho chiến tranh ở đất nước chúng ta. Do đó cho nên là thời gian qua các bạn nghe là tại sao mà trên mạng xã hội nhiều người cứ nít Benny Trương, cứ nít là Võ Trung Trực, rồi Tân Thái, các vị kêu gọi biểu tình. Tôi thật sự tôi nghe những lời nói của các vị trên mạng xã hội nha, mất văn hóa, mất văn hóa và không đủ điều kiện của một văn hóa, không còn đủ điều kiện để có gọi là một kẻ có trình độ văn hóa. Giống như bạn Hạt Phụ, Hạt Quỳ Phủ online đang nói về chuyện con bò chẳng hạn. Tôi đã đọc một bài viết của bạn viết về tôi. Ở đấy tôi thấy là đa số bài viết tôi tưởng có gì hay lắm, tôi vào trong đó cả một bài viết dài dằng dặc, nhưng toàn là những việc chụp mũ không bằng chứng, lung tung, phải nói là rất nhiều từ ngữ chỉ để thóa mạ. Như vậy thì bạn có sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần cho bạn hay không, khi bạn đang là một người mang ký hiệu, dùng những cái ảnh avatar của tôn giáo mình, các bạn đang cố gắng đại diện cho tôn giáo nhưng hoạt động của một kẻ ngu ngốc. Các bạn thấy đấy, trọng chứng hơn trọng cung. Các vị nói bất cứ việc gì, nghe người khác nói không bao giờ là giá trị, nhưng các vị chứng ra được bằng chứng mới là giá trị. Lên trên mạng viết về một ai đó, đưa ra bằng chứng, tôi đã từng ngồi với người đó, người đó chứng từ như thế này đây, đó mới chính là cái mà các bạn đang làm. Cũng vậy, nghe người khác nói về biểu tình chống đảng nhà nước, bán đất bán biển cho Tàu thì phải có bằng chứng. Các bạn bảo rằng tại sao không phản đối Trung Quốc nó bồi đắp biển đảo, các bạn có biết không? Nếu nói về bồi đắp biển đảo thì xin lỗi các bạn, Việt Nam ta là thầy của Trung Quốc. Thời gian qua ta bồi đắp biển đảo gấp 10 lần Trung Quốc, nhưng có bao giờ nghe ai nói Việt Nam ta bồi đắp biển đảo hay không? Và hiện tại ở Hoàng Sa Trường Sa, ai đang quản lý biển đảo nhiều nhất? Cho nên chính các bạn là những người không nắm thông tin. Ở hải ngoại các vị không nắm thông tin, nghe những kẻ chống cộng trong nước, những kẻ đang thất nghiệp ở trong nước này, nó muốn lợi dụng đồng tiền của các vị, đang có những cái tâm tư chống cộng. Tôi biết rất rõ là các vị ngày 30 tháng 4 năm 75 các vị hận, rồi các vị mới bỏ đất nước này ra đi.
các vị sợ đến mức độ phải cởi áo tột lột quần ra rồi phải trình diện ở tù bao nhiêu năm để cải tạo, để biết được xã hội chủ nghĩa là gì. Các vị vẫn mang cái ôm cái hận thất trận bại binh bại tướng đó, mang cái tâm lý đó đi sang Mỹ. Các vị sang các nước khác, các vị ở nhưng cái hận đó vẫn còn, và các vị luôn mong muốn trả thù. Và vì vậy cho nên để một số kẻ thất nghiệp ở trong nước này nó lợi dụng cái thù hận các vị để nó làm cánh tay các vị, để các vị cho tiền nó xài. Một số kẻ ở trên mạng xã hội viết bài live stream mong muốn kiếm được đồng tiền của các vị ở hải ngoại, dựa vào cái thù hận của các vị để bòn rút. Đúng không? Các vị thấy đấy, rất nhiều linh mục ở Việt Nam như Đặng Hữu Nam sau 4 năm quản sứ kiếm được hơn 10 tỷ, 13 tỷ. Nhiều không? Các vị đang nuôi những con người đó, đang nuôi những cái kẻ ở trong nước là những kẻ thất nghiệp. Nó đâu có công ăn việc làm gì đâu. Nhưng hàng ngày các vị vẫn phải gửi tiền về cho nó, mong muốn ngày nào nó cũng viết cho các vị một bài chống cộng, sáo rỗng, kiếm một thông tin nào đó nhồi nhét, nhồi nặng lên. Từ chuyện có, chuyện không thành chuyện có thành chuyện không. Gom hết tất cả những cái thói hư tật xấu của hơn 100 triệu dân này, gom lại đưa cho các vị để các vị biết cái gì? Để các vị thỏa mãn cái hận thù của các vị. Thế thì các vị thấy đấy, hận thù đất nước. Cho nên các vị có cái hành động nào giúp ích cho đất nước này đâu. Rõ ràng trong thời gian vừa qua các vị toàn là cái đám ăn hại. Suốt bao nhiêu năm các vị, hơn 150 cái đảng ở hải ngoại, các vị chống đối lẫn nhau, đã từ hải ngoại tự chống đối lẫn nhau rồi. Các vị còn bàn kế hoạch để chống đối nhân dân trong nước. Bây giờ người dân trong nước tôi làm ăn muốn xuất khẩu hàng hóa của mình ra nước ngoài, các vị cấm các vị tẩy chay hàng hóa tôi, các vị có phải là đang chống đối nhân dân Việt Nam không? Các vị lập đàn cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam, có phải các vị đang đứng về phía Trung Quốc để chống lại nhân dân trong nước không? Trong khi những người cộng sản đang bảo vệ biên giới Tây Nam, đánh Khmer, biết Khmer Đỏ nó đã giết bao nhiêu dân Việt Nam ta không? Nếu không mà đứng sau lưng đó là Trung Quốc, mà nếu như không nhờ những người cộng sản bỏ xương máu ra để cứu dân, để đánh đuổi Khmer Đỏ, để đánh đuổi Trung Quốc, vậy thì ai làm? Các vị làm à? Các vị đã bỏ chạy vào năm 75 rồi. Các vị sợ chết, các vị là những kẻ chết nhát, và giờ này lên trên mạng chỉ để gào thét, để thỏa mãn cái hận thù mà thôi. Cho nên tôi mới nói với các vị, bài Tàu Thoát Hán là một chiêu trò. Chúng ta vẫn ngày ngày nghe nhạc Hoa, lời Việt. Chúng ta ngày ngày vẫn xem phim Tàu và cảm thấy hay. Các bạn có thấy hay không khi xem? Hãy xem một cái tác phẩm của Việt Nam ta, nó có mang tầm trí tuệ hay không? Các bạn rõ ràng các bạn chê phim Việt Nam vì nó không hay, kỹ xảo võ thuật không hay, cách diễn xuất không hay. Nhưng các vị xem phim Tàu thấy họ diễn xuất hay, kỹ thuật, kỹ xảo hay, võ thuật rất hay. Chúng ta phải đi tắt đón đầu. Tại sao Trung Quốc nó có nhiều hàng hóa mà trên thế giới này cái gì vừa sản xuất ra là nó có? Bởi vì nó biết đi tắt đón đầu. Sony vừa ra một cái TV, nó mua cái TV đó về, mổ xẻ ra và nó nghiên cứu làm lại một cái y chang như vậy. Nó sẵn sàng để công nhân của nó làm thuê cho Sony để lấy công nghệ của Sony. Nó đi tắt đón đầu, nó không cần phải nghiên cứu những vấn đề đó. Để người ta nghiên cứu xong, nó mua về, nó mua bản quyền về, nó sản xuất và nó bán, nó kiếm lời. Cũng vậy, cái nền tảng của chúng ta luôn luôn đi sau Trung Quốc. Bởi chúng ta là những nước nghèo, nghèo cả về tư duy. Các bạn thấy, vào thời kỳ phong kiến thì rõ ràng Trung Quốc nó đã có cả một cái lịch sử phong kiến đồ sộ và hoàn chỉnh một cách tuyệt vời. Các bạn thấy các nghi thức, nghi lễ, nhạc của triều đình của họ, rồi từ các ban, các bộ trong triều đình của họ là hết sức hoàn chỉnh, từ trung ương đến địa phương. Ở Việt Nam ta vào thời điểm đó có gì? Chúng ta chưa hoàn chỉnh tất cả các bộ máy nhà nước của mình, trong khi người ta đã hoàn chỉnh hàng ngàn năm rồi. Chúng ta đi sau người ta. Vì vậy, việc học hỏi người ta là cái việc đương nhiên. Tại sao chúng ta lại bài xích một văn hóa, một tinh hoa nhân loại? Chúng ta rất ghét Mỹ, nhưng iPhone nó hay, nó phục vụ cho đời sống của mình được. Tại sao không bỏ tiền ra để mua? Chúng ta không thích mạng xã hội, thì làm sao chúng ta có thể dùng mạng xã hội để mà chúng ta giao tiếp với nhau được? Ngày nay chúng ta đến với nhau, lợi dụng mạng xã hội để đưa ra quan điểm, đưa ra ý kiến của mình. Thì rõ ràng chúng ta là những con người biết tiến bộ, là những con người tiến bộ, biết sử dụng tinh hoa nhân loại của thế giới, không vì thù hận mà bỏ đi tất cả những cơ hội của mình.
lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. Không có thù hận mãi mãi, không có bạn bè mãi mãi và cũng không có kẻ thù mãi mãi. Ngày hôm qua Mỹ nó đến đây nó xâm chiếm ta, nhưng hôm nay nó mang một cái hợp đồng ký hàng tỷ đô la sang đây làm lợi cho nhân dân ta, thì ta phải gác lại cái hận thù đó vì lợi quốc gia dân tộc mà chúng ta ký hợp đồng với nó. Trung Quốc cũng thế, vì hòa bình không muốn chiến tranh, đôi lúc chúng ta phải bắt tay với nó, cố gắng chúng ta không nhắc tới những chuyện cũ để làm ăn với nó, bởi chúng ta sát ranh với nó, hàng hóa của ta xuất sang nó và hàng hóa của nó xuất sang ta, nhân dân ta được hưởng lợi từ đó, tại sao ta không hòa bình với nó? Cộng đồng người Việt hải ngoại sống ở hải ngoại quen rồi, không biết sự khó khăn của người dân trong nước đối với người Trung Quốc. Dù rằng chúng tôi vẫn rất ghét Trung Quốc bởi cái thói khoái bành trướng của nó, cái ham muốn bành trướng của nó, và ở đây ta gọi đây là đám bành trướng Bắc Kinh. Người dân trong nước biết thù ghét nó đấy, nhưng cái gì nó hay là phải học, nó hay là phải làm, học hỏi nó có gì xấu. Chúng ta học hỏi nó để chúng ta biết được ứng dụng những cái hay của nó vào đời sống. Nó cả hơn 1.5 tỷ dân nha. Hơn 1.5 tỷ dân đó, nó sáng tạo mỗi ngày ra một sản phẩm trí tuệ thôi cũng đủ cho thế giới và nhân loại ta sử dụng. Vì vậy tại sao chúng ta với 100 triệu dân, chúng ta có đủ điều kiện để phát triển, phát minh ra cái gì nhiều hơn nó không? Nó phát minh ra một ngày 10 cái, ta đem 10 cái nó về thay vì ta chỉ có 1 cái. Tận dụng tất cả những cái tinh hoa văn hóa của nhân loại, đó chính là cái để dân tộc ta phát triển. Bởi dân tộc ta đã đi sau, đã về muộn hơn người ta rồi, thì phải biết đi tắt đón đầu. Dĩ nhiên, chúng ta mở cửa hội nhập, nó giống như một căn nhà đang đóng bức, chúng ta phải mở cửa ra cho gió nó vào. Thì khi gió vào thì dĩ nhiên là bụi nó cũng vào. Do đó cho nên là cái việc chọn lọc, chọn lựa những cái văn hóa nào thật sự tinh hoa, thật sự có lợi cho đất nước, để chúng ta có thể hòa nhập với thế giới. Chúng ta hòa nhập chứ chúng ta không hòa tan. Mục đích là để phát triển đất nước mình, phát triển cho dân tộc mình. Cho nên là những cái người đang cố gắng cổ suý chống Trung Quốc là những người hẹp hòi, ích kỷ, thù hận, ích kỷ cá nhân chứ không phải vì đất nước này. Các vị vẫn ra rã chống Trung Quốc, nhưng hàng ngày các vị không xài hàng Việt Nam mà xài hàng Trung Quốc. Bởi chúng tất cả chúng ta là những người Việt, chúng ta luôn có cái văn hóa ẩm thực của ta là văn hóa ẩm thực Việt Á Đông. Chúng ta dùng đũa ăn cơm, đúng không? Cho nên là người Việt xuất sang các cái khẩu vị, các cái gia vị của Việt Nam xuất sang các vị không xài, nhưng lại mua gia vị của Trung Quốc để xài vì mục đích chống Việt Nam, mà các vị lại ủng hộ Trung Quốc. Thế thì miệng lưỡi nào các vị giờ đây lại bảo là chúng tôi cần phải chống Trung Quốc đấy. Và việc chống Trung Quốc, kêu gọi biểu tình với mong muốn làm náo loạn xã hội, bạo lực, thậm chí một số đứa là bây giờ nó còn đòi cả bơm xăng, nó còn đòi cả tấn công lại lực lượng cảnh sát, đòi ghi nhận những người chống đối lại chúng để chúng tấn công trả thù. Như thế có phải các vị đang khủng bố nhân dân này không? Những kẻ đang khủng bố nhân dân liệu có đủ điều kiện để gọi là yêu nước hay không? Nhân dân chúng tôi cần ổn định xã hội để làm ăn. Người công nhân cần ổn định xã hội để doanh nghiệp nó an tâm làm ăn ở đây, mà người công nhân có công ăn việc làm. Một khi xã hội bất ổn, các công ty doanh nghiệp rút đi hết, công nhân chúng tôi đói, nồi cơm của chúng tôi bị đổ là do ai? Do chính các vị ở hải ngoại này chứ ai? Các vị đứng là cờ vàng ba sọc đỏ chứ ai? Do đó cho nên, về chính các bạn, nếu các bạn thấy được những vấn đề bức xúc bên trong việc lực đặc khu kinh tế hay an ninh mạng, các vị hãy đến các cơ quan chức năng. Cái gì không hiểu hãy cố gắng hỏi cho hiểu, chứ không phải ra ngoài đường biểu tình chỉ muốn gây náo loạn trật tự xã hội. Rõ ràng trong rất là nhiều ta tết và cũng như các bài diễn thuyết của các vị ở trên mạng xã hội thời gian qua là chỉ mong muốn làm cho náo loạn trật tự xã hội để gây bất ổn chính trị, chứ không phải là vì nhân dân Việt Nam này. Chúng tôi cần luật an ninh mạng để làm gì? Để những người lợi dụng mạng xã hội làm hại chúng tôi bị xử lý, để nó sợ và nó không vi phạm và không tấn công chúng tôi. Chúng tôi cần luật đặc khu kinh tế làm gì? Để có được đặc khu kinh tế để làm lợi cho nhân dân đất nước này. Đặc khu kinh tế là gì? Hôm qua hôm kia tôi đã nói cho các vị rồi, các vị tìm hiểu xem nó có lợi cho nhân dân, cho đất nước này như thế nào, đúng không? Đấy, đó là tất cả những vấn đề mà các vị cần tìm hiểu, để tất cả chúng ta, những người dân trong nước,
đều có muốn đóng góp xây dựng cho đất nước. Trên cơ sở đóng góp ý kiến, đưa ra kiến nghị của mình một cách hết sức là trật tự và văn minh, chứ không phải ra ngoài đường gào thét. Chúng ta không phải là những người không có giáo dục. Một đất nước càng văn minh thì phải càng trật tự. Còn các vị ra ngoài đường, đi xuống lòng lề đường, làm mất an ninh trật tự về an toàn giao thông, thế các vị có văn minh không? Có trật tự không? Đã không trật tự thì nó như thú hoang trong rừng rồi. Thú hoang trong rừng nó muốn đi đường nào nó đi, nó không cần phải biết đường xá gì cả. Nhưng là con người có giáo dục, có trật tự thì phải biết đi trên lề đường. Chính các vị đi xuống lòng đường biểu tình như thế, có phải các vị đang là những kẻ mất văn hóa, không được văn minh trên thế giới này không? Hãy xem Mỹ nó biểu tình như thế nào. Được phân công biểu tình trên lề đường đàng hoàng, từ đoạn đường nào đến đoạn đường nào, bước chân ra khỏi đó đập gãy giò. Và biểu tình có ngày có giờ đàng hoàng, hết giờ phải giải tán đi về, chứ không phải biểu tình hết ngày này qua ngày kia, từ sáng tới chiều. Biểu tình với sự quản lý chặt chẽ cảnh sát, luật cảnh sát kêu dừng là dừng, bước vô là bước vô, chứ không có gì cãi cảnh sát. Do đó chính các vị là những kẻ tới giờ này là những kẻ mất văn hóa, mất văn minh nhất. Nếu các vị đi biểu tình mà bước xuống lòng lề đường, đã là những kẻ vô văn hóa, không được văn minh rồi. Mấy điều hôm nay trao đổi với các vị để các vị biết là bài Tàu Thoát Hán là một cái chiêu trò của một cái bọn chống cộng cực đoan, không vì lợi ích quốc gia dân tộc, và cũng là những kẻ ngu dốt thiếu hiểu biết, cũng như là những kẻ hoàn toàn dốt nát, không hiểu gì về chính trị Việt Nam, không hiểu gì về vị thế của Việt Nam, không hiểu về vai trò của Việt Nam trước Trung Quốc, trước quốc tế, không thấy lợi ích quốc gia dân tộc trong đặc khu kinh tế, mà chỉ biết thấy thù hận bên trong đó. Bài Tàu Thoát Hán với cái miệng lưỡi của những kẻ điểu cán, bởi vì bản thân là những kẻ ủng hộ Tàu nhưng lại bảo chúng ta chống Tàu. Đó, những kẻ mang cờ vàng ba sọc đỏ là những kẻ điểu cán nhất, xảo trá nhất, hoang ngôn nhất, bởi chúng ủng hộ Tàu nhưng lại kêu chúng ta chống Tàu. Mục đích là gì? Là để trả thù sự hận thù ích kỷ cá nhân của chúng khi chúng đã cởi áo tuột quần một cách nhục nhã hơn 43 năm trước. Đó, mấy điều muốn gửi đến các bạn hôm nay, và sẽ còn nhiều nữa.